Thân chào các em. Trong thời buổi đại dịch đang hoành hành, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Cô đã soạn giáo án bài Dấu của Tâm thức bậc 2. Cô mong các em cố gắng tập trung để hiểu bài. Vậy tâm thức bậc 2 là gì? Tâm thức bậc 2, cô nói đơn giản, gọi là tam bởi vì nó có 3 số hạng. Bậc 2 bởi vì bậc cao nhất của nó là 2. Để hiểu rõ hơn, các em theo dõi ví dụ sau đây. Các em dễ dàng nhìn thấy được ở câu A, câu C và câu A và câu C thì mũ cao nhất là mũ 2, nên A và C là những tam thức bậc 2. Còn ở câu B, mũ cao nhất là 1, không phải là tam thức bậc 2. Và ở câu D, mũ cao nhất là 3, nên đây không phải là tam thức bậc 2. Các em cũng lưu ý rằng nghiệm của phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 cũng gọi là nghiệm của tam thức bậc 2 FX AX bình cộng BX cộng C. Và biệt thức delta cũng như delta phẩy của phương trình bậc 2 cũng được gọi là biệt thức delta hoặc delta phẩy của tam thức bậc 2. Vấn đề đặt ra ở đây là ta sẽ xét xem khi nào thì tam thức AX bình cộng BX cộng C này dương, khi nào thì âm. Bây giờ các em quan sát đồ thị của hàm số Y bằng AX bình cộng BX cộng C. Như ta đã học ở học kỳ 1 thì đồ thị của hàm số này là một parabol. Nếu delta âm thì phương trình AX bình cộng với cộng C vô nghiệm. Và khi nó vô nghiệm thì đồ thị sẽ không có trục hạnh. Đối với trường hợp A dương, parabol quay bề lỗn lên trên thì các em thấy rằng toàn bộ phần đồ thị nằm phía trên trục hạnh, cho nên Fx sẽ mang dấu cộng. Trường hợp A âm thì parabol quay bề lỗ xuống dưới và nó lại nằm toàn bộ phía dưới trục hành, nên Fx luôn luôn mang dấu âm. Vậy ta có thể nhận thấy rằng dấu của Fx và dấu của A trong trường hợp này giống nhau, cho nên bản sắc dấu trong trường hợp này là Fx luôn cùng dấu với A. Ta đi đến ý đầu tiên của định lý. Nếu delta âm thì Fx luôn cùng dấu với hệ số A. Nếu như parabol tiếp xúc với trục hoành thì lúc này tam thức có nghiệm kép delta bằng 0. Thì các em để ý ngoại trừ điểm tiếp xúc. Còn lại, đối với trường hợp A dương
thì toàn bộ đồ thị màu hồng này, trừ dấu chấm màu cam, đều nằm trên trục hành. Nơi dấu của chúng là cộng. Tương tự bên này cũng vậy, ngoại trừ dấu chấm màu cam là điểm tiếp xúc, còn lại toàn bộ phần đồ thị màu vàng nó đều nằm dưới trục hành, nên dấu của chúng là âm. Vậy trong trường hợp này, dấu của X và dấu của A giống nhau. Đây, các em để ý, luôn luôn cùng dấu với A, ngoại trừ chỗ nghiệm kép trừ B trên 2A. Vì thế, ta đến với ý 2 của định lý. Nếu delta bằng 0, thì Abit luôn cùng dấu với hệ số A, với mỗi x khác nghiệm kép trừ B trên 2A. Nếu như đồ thị mà các trục hành tại hai điểm x1 và x2 tạm thức có hai nghiệm phân biệt, điều đó có nghĩa là delta dương. Thì ta để ý, đối với trường hợp A dương, khi x chạy từ x1 đến x2, phần đồ thị này dưới trục hành nên mang dấu âm. Còn khi x chạy từ âm vô cùng đến x1, đồ thị ở trên trục hành nên mang dấu dương. Đây, ở từ x2 đến dương vô cùng nó cũng mang dấu dương. Đây là phần từ x1 đến x2 mang dấu âm nè các em. Còn hai phần nằm ở ngoài này là Fx mang dấu dương nè. Tương tự cho trường hợp A âm cũng vậy. Thì trong khoảng từ x1 đến x2, Fx mang dấu dương ở trên trục hành. Còn hai khoảng còn lại, đồ thị nằm dưới trục hành nên mang dấu âm. Vậy từ đó ta có một nhận xét rằng, khi x chạy trong khoảng hai nghiệm thì Fx và A trái dấu với nhau. Fx và A trái dấu với nhau. Còn ngoài khoảng hai nghiệm thì Fx và A cùng dấu nhau. Fx và A cùng dấu nhau. Và ở đây ta có thể tóm lại bằng bốn chữ đáng nhớ, đó là trong trái, ngoài cùng. Trong là trong khoảng hai nghiệm, ngoài là ngoài khoảng hai nghiệm. Cho nên ta sẽ đi đến được ý 3 của định lý về dấu tâm thức bậc 2. Vậy từ định lý, các em rút ra các bước xét dấu tâm thức bậc 2 như thế nào? Nếu bây giờ cô cho một tâm thức bậc 2 và bảo là xét dấu, thì các em chỉ cần lập delta, tìm nghiệm và dựa vào định lý để mà tìm dấu của chúng. Để hiểu rõ hơn, chúng ta đi ví dụ. Đây là các bước xét dấu của tam thức bậc 2. Ta đi đến ví dụ. Đầu tiên ta đi đến ví dụ A. Các em suy nghĩ xem, ta có thể lập delta, delta phải và xét dấu của hệ số A. Thì ở câu A, ta có delta phải bằng trừ A2 âm, A dương. Trường hợp delta phải âm thì Fx sẽ luôn cùng dấu với hệ số A, cùng dấu với A này nó dương với mỗi x to error. Tương tự ở câu B, các em tính được delta phải bằng 0, còn A là bằng 1. A là 1 là số nhân của x bình phương các em, dương. Nên Fx cùng dấu với A là dương với mỗi x khác nghiệm kép. Nghiệm kép ở đây bằng 2. Cô lưu ý rằng khi ta làm một thực tế
chúng ta cũng không cần phải lập delta phải, bởi vì các em có thể dùng máy tính Casio, các em dùng lại giải phương trình bậc 2. Nếu phương trình bậc 2 vô nghiệm là các em tự biết delta của chúng âm, còn nếu như phương trình có một nghiệm duy nhất thì đó có nghĩa là delta bằng 0. Từ đó các em dễ dàng để đến kết luận về dấu của nó. Tương tự như vậy, ở câu 3, các em bấm máy tính và các em sẽ được hai nghiệm là 1 và 5. Hệ số A bây giờ bằng trừ 1, âm. Thì ta lại áp dụng tam trong trái ngoài cùng. Trong là từ 1 đến 5 là trong các em, là trái dấu với A, A là âm thì từ 1 đến 5, Fx mang dấu cộng. Còn hai gõm ở ngoài ngoài cùng là cùng âm, là mang dấu trừ. Ở đây ta có thể kết luận như sau. Fx lớn hơn 0, các em nhìn tìm những khoảng của x mà Fx mang dấu cộng. Ở đây có x mang dấu cộng. Các em chiếu lên hàng x, các em sẽ được khoảng từ 1 đến 5. Từ 1 đến 5. Fx nhỏ hơn 0 là ta tìm khoảng Fx mang dấu trừ. Các em chiếu lên, các em sẽ được âm vô cùng đến 1. Ở đây có thêm một dấu trừ nữa là 5 đến dương vô cùng. Âm vô cùng đến 1 hợp với 5 đến dương vô cùng các em. Vậy, cô nói lại các bước để xét dấu tam thức bậc 2 là tìm nghiệm và dựa vào bản xét dấu, dựa vào hệ số A để kết luận. Đối với những biểu thức phức tạp hơn, cô ví dụ như tích của một nhị thức bậc nhất và tam một tam thức bậc 2 thì hoàn toàn tương tự như tích của hai nhị thức bậc nhất. Các em cho từng nhân tử bằng 0, tìm nghiệm và ta lập bản xét dấu chung. Ở đây các em lưu ý, trừ 2x cộng 3 là một nhị thức bậc nhất, cho nên dấu của nó theo quy tắc là trước trái sau cùng. Trước là trước số 0, sau là sau số 0. Trước trái dấu với A, A trong trường hợp này là trừ 2. Trái dấu với A là dương, 3 dấu dương là các em. Sau cùng là âm. Còn 3x bình cộng 2x trừ 5 là một tam thức bậc 2, có hai nghiệm phân biệt, nên ta dùng nguyên tắc trong trái. Trong tức là ở giữa hai số 0 các em, trong trái là âm, ngoài cùng là dương. A trong trường hợp này là bằng 3. Còn dấu của Fx, dương nhân dương là ra dương, dương nhân âm ra âm. Và từ bản sắc dấu, ta đi đến kết luận. Fx lớn hơn 0, các em tìm dấu cộng để kết luận. Ở đây có hai dấu cộng, các em chiếu lên được hai vùng x là âm vô cùng đến trừ 5 phần 3 và 1 đến 3 phần 2. Fx nhỏ hơn 0, các em tìm những khoảng mang dấu trừ. Dấu trừ các em chiếu lên được trừ 5 phần 3 đến 1 và 3 phần 2 đến dương vô cùng. Trừ 5 phần 3 đến 1, 3 phần 2 đến dương vô cùng. Ta đi đến mục tiếp theo, bắt phương trình bậc 2. Bắt phương trình bậc 2 là gì? Đó là bắt phương trình có dạng một trong bốn dạng sau các em. Fx lớn 0, Fx nhỏ hơn 0, Fx lớn bằng 0 hoặc Fx bé bằng 0. Trong đó Fx là một tam thức bậc 2. Cô cho một ví dụ. Giải bắc phương trình x bình trừ 7 cộng 2 lớn hơn 0. Thì các em thấy dấu lớn, dấu bé, dấu lớn hoặc bằng, bé hoặc bằng thì đó là bắc phương trình. Phía trước của nó là một tam thức bậc 2 nên gọi là bắc phương trình bậc 2. Vậy bắc phương trình bậc 2 này giải như thế nào?
Trong quá trình giải có nghĩa là ta đi tìm những khoảng của ích để tâm thức này dương. Muốn vậy các em phải xét giáo tâm thức này và tìm những khoảng nó dương để mà kết luận. Vậy các em lưu ý, để giải bát phương định bậc 2 thì ta xét giáo của tâm thức bậc 2 tương ứng, rồi tìm tập nghiệm của nó. Để hiểu rõ hơn, chúng ta đi đến ví dụ 4. Cô nghĩ là đến đây các em có thể tạm dừng video và có thể các em tự làm nháp ở ngoài trước khi xem kết quả của nó. Đây là một bài giảng mang tính tự học là chính, cho nên là cô mong các em tinh thần tự giác cao. Ở ví dụ A, các em tính nghiệm của tam thức x bình cộng 5 x cộng 4, các em bấm máy tính sẽ được 2 nghiệm, dưới 2 nghiệm 2 số 0. Thì tâm thức bậc 2 có hai nghiệm phân biệt, chạy theo quy tắc trong trái ngoài cùng. Ta tìm giáo của A. Giáo của A dương nên trong trái là âm, ngoài cùng là dương. Bây giờ ta sẽ căn cứ vào giáo của bát phương trình là bé hơn bằng 0. Bé hơn 0 nghĩa là các em tìm những chỗ mang dấu trừ, các em sẽ tìm được tập nghiệm là trừ 4 đến trừ 1. Nhưng các em lưu ý ở đây có dấu bằng, thì các em từ số 0 các em chiếu lên, các em lấy thêm trừ 4 và các em lấy thêm giá trị x bằng trừ 1. Các em lưu ý nên tập nghiệm bây giờ là đoạn trừ 4 đến trừ 1. Tương tự ở câu B, các em bấm máy tính. Tâm thức bậc 2 có nghiệm kép và A bằng 1 dương nên ta có bảng xét giáo như sau. Bắt phương trình mang dấu dương, cho nên các em có thể kết luận tập nghiệm là âm vô cùng đến 3 hợp từ 3 đến dương vô cùng, hay ta có thể viết gộp lại là R trừ đi 3. Ở câu C, các em bấm máy tính, các em thấy vô nghiệm và A bằng trừ 2 âm, nên ta có bảng xét giáo như sau. Đề bài là lớn hơn 0 là tìm những chỗ mang dấu cộng. Mình không tìm thấy chỗ nào mang dấu cộng, nên bắt phương trình vô nghiệm, hai tập nghiệm của nó là rỗng. Ta đi đến một cái ví dụ phức tạp hơn, đó là vế phải của bát phương trình không phải là số 0 nữa. Vậy đối lợi bát phương trình này, ta phải làm gì? Ta chuyển vế và quy đồng để vế phải bây giờ còn số 0. Em chuyển 2 của thành trừ 2, quy đồng. Và bây giờ vế phải bây giờ là số 0. Bài toán trở thành giải bậc phương trình thương. Thì ta gọi fx là vế trước của bậc phương trình. Ta tính nghiệm của tử và tính nghiệm của mẫu. Sau đó các em lập bảng xét giáo chung. Ở đây các em lưu ý, mẫu là x bình trừ 7 cộng 10, nên mẫu phải khác 0. Mẫu x bình trừ 7 cộng 10, nó bằng 0 tại x bằng 2 và x bằng 5,
thì khi mẫu bằng không thì Fx không xác định. Dấu hai gạch tượng trưng cho không xác định. Cái này các em học rồi nhưng mà cô nhắc lại cho các em nhớ. Dựa vào bản sắc giáo và giáo của bất phương trình là bé hơn không, các em tìm những khoảng mờ dấu âm để kết luận, đó là dấu âm ta chỉ là 2 đến 7 phần 2 hợp với 5 đến dương vô cùng. Ở đây có dấu bằng, các em tìm thêm chỗ số 0 ở đây, các em lấy thêm giá trị 7 phần 2 nữa. Vậy các em sẽ được tập nghiệm của bất phương trình là như đây, hai khoảng riêng 7 phần 2 các em lấy thêm, nên là thành nửa khoảng. Trên đây là cô đã giới thiệu một vài dạng cơ bản của bài toán xét giáo tam thức bậc 2 và giải bất phương trình bậc 2. Muốn hiểu rõ hơn, các em nên đọc lại bài để hiểu hơn định lý về giáo của tam thức. Nắm được các bước xác định giáo của tam thức, nắm vững được cách giải bất phương trình bậc 2. Bài tập về nhà thì cô ra đây là các bài tập ở trong sách giáo khoa và sách bài tập đại số 10. Đây là những bài cơ bản nhất. Cô mong các em làm bài thật tốt. Đừng để đại dịch biến chúng ta thành lỗi thời. Các em hãy cố gắng nhé. Tạm biệt các em.